Chuyên gia chào bác sĩ chưa? Dạ chưa. Cái thằng cái anh này là bác sĩ mà khi nào muốn bệnh đó, là ảnh hay ói lắm. Sáng cái tự động chưa ăn gì chưa mà ói xà 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 để nước không mà giống như là nguồn từ lấy vừa qua này là nó ba lần cắt một hai ngày nó nói nghe chứ phải nó liên tục. Nhưng mà nó ngủ á chị thấy nó có cái hơi thở của nó chứ nghe khe khe giống như cái thở của nó đang khó khăn rồi đang nó ho hiện giờ nó mới ho ngày qua nó mới đem nó đi nè. Dạ. Nó ho sốt rồi nè, nó 37 rồi. Đúng rồi đó, nó hôm qua nó hơi nóng nóng rồi có cho nó uống thuốc hạ sốt rồi đó mà cho nó sáng nay đi sáng đó. Có cái xà ra là kiểu như là từ nhẹ tới vừa ha bác sĩ. Xà ra đó. Dạ, xà ra là hạ sốt ba. Nhưng mà kiểu như nhẹ nhẹ đó. Từ nhẹ cho đến vừa á, thấy trong chỉ dẫn á. Khi mà nó sốt quá là phải cho uống gì đó. Nói chung vậy nè, ở cái tuổi của da sốt từ 38 trở lên là uống. Anh này đâu có hồi trước giờ không có sốt bao giờ đâu. Không có. 38, 32. Uống xà ra được hả? Vì xa ra trong cái đập nó là từ nhẹ đến vừa, có nghĩa là nó không có sốt nhiều. Hôm qua tới giờ là sáng, từ sáng tới chiều á, là mới đầu sáng là ho 1 tiếng, 2 tiếng thôi, từ trưa cho tới chiều nó ho nhiều. Ho nhiều mà giống như không phải ho liên tục. Cứ ra ho, cứ ra ho. Có điều là sẽ ra ho nó được. Mà bị sổ mũi rồi đó bác sĩ. Hay là hắt xì rồi. Rất ấm nóng trong người sao như vậy. Mấy bữa trước cách đây mấy bữa nó cái là tự ngủ nó cam nó chảy là đi học á cô giáo coi đi lại nước cô giáo cái mình biết nó cũng có móc mới chảy á chứ nó hay móc cái lỗ mũi móc có cái vết á nó ngủ á chị nghe nằm gần nó thở mình nghe giống như ngáy thì nó phải ngáy rồi nó kêu vậy đó nó kêu mình nghe giống như ngáy vậy đó nhưng mà thật sự phải ngáy. Cái này là nó đi cũng quản nha. Đó. Nó quay cái lưng đi. À, lâu quá. Nghe nó vậy chị về cho nói với Ngân thôi. Mẹ nói chú Dông đi khám cho em đi để cái mùa này nghe mưa mùa nó ở nhà cái nó thay đổi ghê lắm. Nó có con nhỏ đó. Rồi, có nghĩa là nó mệt. Đó. Cho buổi sáng với buổi chiều chiều á để nó đi học mà. Con có đau bụng không? Có ăn lâu lâu rồi cũng nói đau bụng rồi cái chị sức dầu rồi nó không hay cho sổ run đi sổ run đi đi cầu bình thường nhưng mà hiện giờ nó ăn vô mãi chứ là nó cũng hay sang đau bụng như đó tôi sức dầu nó hỏi hết hết chưa nó hỏi bác sĩ cho sổ run luôn đi 6 tháng rồi nó to rồi 6,5 giờ rồi đó. Đồ trời ơi hay vậy. Hôm qua không có tắm nha, nấu nước đứng trong thau chị lo mình nó nói rồi tắm sao mà không tắm mà chị nói muốn bệnh giờ không có tắm.